Rapper huyền thoại Eminem chi 450.000 USD mua một NFT hình chú vượn. Rapper huyền thoại Eminem vừa mua một bức hình một con vượn dòng Ethereum của Bozep Zat Club với giá 123,45 ETH tương đương 452.000 đô và đặt bức NFT này làm ảnh đại diện Twitter của mình. Chú vượn NFT này có ngoại hình khá giống Eminem. Tính đến thời điểm này, nam rapper đã sưu tập được ít nhất 15 NFT. Hiện nay, xu hướng sở hữu các vật phẩm NFT ngày càng trở nên phổ biến, nhất là trong thế giới giải trí của các siêu sao và giới siêu giàu. Một sản phẩm NFT không chỉ đơn thuần là sản phẩm nghệ thuật được mã hóa và đem bán, mỗi NFT đều là duy nhất, là thứ không có chủ nhân nào khác trên đời này ngoài bạn. CryptoBuy là một trò chơi đơn giản, có tính hợp blockchain, cùng khả năng kiếm tiền, người chơi sẽ bỏ ra một số tiền để mở hộp nhận xe đạp NFT, thực hiện nhiệm vụ và nhận thưởng token. Game quy định phải giữ token đủ 6 ngày mới có thể miễn phí rút token, nếu rút sớm sẽ bị phạt chiết khấu. Ngày 1 tháng 1, trùng thời điểm được phép rút tiền miễn phí lần đầu, một lệnh xả 6 triệu CB token dự án CryptoBuy được đưa ra, khiến giá đồng tiền số này giảm mạnh từ mốc 0,82 USD xuống còn 0,046 USD, chia hơn 17 lần. Trên Twitter, đội ngũ phát triển CryptoBuy thông báo dự án bị hack, 6 triệu CB bị bán tháo là từ quỹ thưởng cho người chơi, số token này tương đương 60% tổng cung của dự án. Truy theo nguồn gốc của địa chỉ ví bán tháo, nhà đầu tư phát hiện ra tài khoản này có liên quan đến nhà phát hành. Người đứng sau xây dựng CryptoBuy là một lập trình viên Việt Nam, không phải người Mỹ như công bố. Website chính thức của tựa game cũng không thể truy cập. Nhà đầu tư van xin, đe dọa trong nhóm chat, tìm kiếm thông tin cá nhân của nhà phát triển để đòi tiền. Nhưng những người liên quan đến CryptoBuy thông báo chỉ làm thuê, không liên quan đến lệnh bán tháo. Đến rạng sáng 2 tháng 1, phía CryptoBuy đưa ra thông báo sẽ hoàn trả 70% số tiền đã bỏ vào dự án của nhà đầu tư. Một văn phòng trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh có tên và bộ nhận diện thương hiệu tương tự sàn tiền số lớn nhất thế giới. Cụ thể, công ty này có tên gọi đầy đủ là Binance Land. Logo của công ty có màu vàng với họa tiết giống hoàn toàn sàn tiền số Binance. Theo giới thiệu trên biển hiệu, Binance Land là một công ty đầu tư bất động sản được đăng ký kinh doanh bởi ông Bùi Xuân Út từ ngày 23 tháng 11 năm 2021 tại địa bàn thành phố Thủ Đức. Bên cạnh đó, website chính thức của công ty BinanceLand.vn hiện không thể truy cập. Khi phóng viên kết nối đến người đại diện của Binance Land, chủ doanh nghiệp cho biết chỉ kinh doanh bất động sản, không phải sàn tiền số.